Bạn đã bao giờ nhìn kỹ vào bàn tay của mình? Cụ thể, đó là lòng bàn tay. Và bạn nhận thấy là có những đường chỉ tay khác nhau. Trong số các đường chỉ tay đó, có thể có một dấu hiệu đặc biệt có hình dạng giống như là chữ M. Đây không chỉ là một dấu hiệu bình thường. Một số người tin rằng đó là dấu hiệu của một điều gì đó sâu sắc hơn, một điều gì đó ẩn giấu và nó rất đặc biệt. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng tôi và cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu về dấu hiệu đó, dấu hiệu của chữ M bí ẩn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về 8 bí mật về dấu hiệu độc đáo này. Nó giống như là một bản đồ kho báu ẩn giấu ngay trong lòng bàn tay của bạn, chờ đợi để được khám phá. Và bạn biết không, những bí mật này đến từ những hiểu biết của một người rất thông thái, có tên là Dolores Cannon. Bà ấy đã dành rất nhiều thời gian của bản thân mình để nghiên cứu về những điều bí ẩn này. Vậy thì tại sao bạn nên xem nó đến cuối video của ngày hôm nay? Bởi vì nó không chỉ là nói về những đường chỉ tay và dấu hiệu, mà còn là việc khám phá về những điều bí ẩn của bản thân mà bạn có thể chưa từng biết trước đây. Điều này giống như việc bạn hiểu rằng có nhiều điều hơn trong cuộc sống của chúng ta so với những gì mà chúng ta đang nhìn thấy trên bề mặt này. Vậy nên, hãy sẵn sàng để tìm hiểu xem là chữ M trong lòng bàn tay của bạn nó có thể nói về điều gì về bản thân bạn nhé. Hãy cùng khám phá về 8 bí ẩn ẩn giấu này trong lòng bàn tay của bạn. Thứ nhất, cánh cửa đến với thế giới huyền bí. Bắt đầu với bí mật đầu tiên trong hành trình của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá xem là cánh cửa đến với thế giới huyền bí gắn liền với dấu chữ M kỳ lạ trong lòng bàn tay của chúng ta. Nó huyền bí giống như là bước vào một thế giới phép thuật, nơi mà mọi thứ xung quanh chúng ta đều mang lại những ý nghĩa sâu sắc và những bí mật chờ đợi chúng ta khám phá. Và dù bạn có tin hay là không, thì lòng bàn tay của bạn có thể chính là điểm khởi đầu của cuộc phiêu lưu huyền bí này. Hãy tưởng tượng rằng lòng bàn tay của bạn như là một bản đồ. Nó không phải là một loại bản đồ mà dẫn bạn đến với một cái dương kho báu ẩn giấu trên một hòn đảo hoang nào đó, mà nó là một bản đồ để dẫn bạn đến với kho báu bên trong chính bản thân bạn. Chữ M giống như là một dấu hiệu đặc biệt trên bản đồ này, gợi ý rằng có một điều gì đó phi thường về bản thân bạn. Nó giống như là vũ trụ đã đánh dấu bạn rằng có một biểu tượng cho những điều bí ẩn và mời bạn hãy cùng khám phá về những điều nằm ngoài cái mà chúng ta có thể sử dụng mắt thường để nhìn thấy. Nhưng điều gì làm cho chữ M này trở nên đặc biệt? Hãy nghĩ nó như là một cánh cửa mà khi mở ra sẽ tiết lộ được một con đường dẫn đến với sự hiểu biết sâu xa hơn về những mối liên hệ giữa chúng ta, vũ trụ và những lực lượng vô hình định hình nên cuộc sống của chúng ta. Đó là việc chúng ta cảm nhận được sự phép thuật trong không khí, năng lượng chảy qua mọi thứ và nhận ra rằng tất cả những điều này nó tốt hơn cho một thế giới mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Đối với một người, thế giới huyền bí có thể là họ cảm thấy là có một sự kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên, hiểu được những ngôn ngữ của gió hoặc là những câu chuyện được kể bởi những vì sao vào ban đêm. Đối với người khác, đó có thể là cảm nhận về cảm xúc, suy nghĩ của những người xung quanh hay là gần như có một cuộc trò chuyện bí mật mà không cần có lời nói. Và đối với một số ít những người khác thì họ lại cảm thấy rằng có thể họ mở ra những cánh cửa để khám phá về kiếp trước hoặc là tưởng tượng về tương lai, làm cho khái niệm về thời gian trở nên giống như là một ảo ảnh đơn thuần. Bây giờ, bạn có thể thắc mắc rằng liệu là dấu hiệu này có thực sự mạnh mẽ đến như vậy hay không? Nó không phải là về dấu hiệu này ban cho bạn một siêu năng lực hay là biến cuộc sống của bạn trở thành một câu chuyện cổ tích chỉ sau một đêm. Mà thay vào đó, đó là một gợi ý, một cú hích từ vũ trụ khuyến khích bạn hãy đi sâu vào bên trong và khám phá độ sâu của tâm hồn mình. Đó giống như việc bạn nhận ra rằng chúng ta đều là một tia lửa của sự huyền bí, của phép thuật bên trong bản thân mình và chờ đợi để được thức tỉnh. Hành trình nhìn vào thế giới huyền bí này không chỉ là một cây đũa phép thuật hay là những cái bùa chú cổ xưa. Nó bắt đầu là một tâm hồn rộng mở và một trái tim sẵn lòng. Đó là vì việc bạn đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, sẵn sàng để đón nhận những điều bí ẩn của cuộc sống. Dấu chữ M trên lòng bàn tay của bạn chỉ là một sự khởi đầu. Nó là một lời mời gọi để bước vào cánh cửa của một thế giới của sự huyền bí mà cái thường ngày của chúng ta hòa quyện với sự hài hòa đó. Khi chúng ta đi sâu hơn vào bí mật của chữ M này, hãy nhớ rằng con đường đến với thế giới huyền bí là cá nhân và độc nhất đối với mỗi người.
nó không phải là việc chúng ta tuân thủ theo một quy tắc hay là đi trên một con đường đã được định sẵn, mà là việc tạo ra một hành trình riêng của riêng bạn, được hướng dẫn bởi những lời thì thầm của trực giác và những dấu hiệu mà vũ trụ chia sẻ cho bạn, như là chữ M trong lòng bàn tay của bạn vậy. Thứ hai, những kiếp trước và luân hồi. Đi sâu vào trong bí mật thứ hai của chữ M này, chúng ta sẽ khám phá về khái niệm hấp dẫn của kiếp trước và luân hồi qua lăng kính của dấu chữ M trong lòng bàn tay của chúng ta. Hãy tưởng tượng về một khoảnh khắc như thế này. Cuộc sống của chúng ta giống như là một chương trong một cuốn truyện đang tiếp diễn, một chương đại diện cho một kiếp sống khác nhau. Ý tưởng về những kiếp trước và luân hồi cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã sống trong nhiều chương trước chương này. Dấu chữ M có thể là một gợi ý rằng cuốn truyện của bạn đặc biệt rất là dày. Hãy đơn giản hóa điều này như thế này. Hãy nghĩ về một bộ phim hoặc là một bộ truyện yêu thích của bạn, nơi mà nhân vật chính đi qua những cuộc phiêu lưu khác nhau, đối mặt với những thử thách và phát triển qua mỗi một trải nghiệm mới. Theo cách đó, khái niệm về những kiếp trước thì nó cũng tương tự như vậy. Nó gợi ý rằng chúng ta là những người anh hùng trong câu chuyện của chính bản thân mình ở những thời điểm và địa điểm khác nhau, học hỏi và trưởng thành qua mỗi cuộc phiêu lưu. Nhưng mà tại sao mà chúng ta lại không nhớ về những chương trước đây? Chà, nó giống như việc là kết thúc một cuốn sách và bắt đầu một cuốn sách mới vậy thôi. Câu chuyện mới nó quá hấp dẫn đến nỗi mà bạn không còn liên tục nghĩ về những câu chuyện trước đó nữa. Tuy nhiên, đôi khi thì có những cảm giác của sự kết nối không thể giải thích được đối với một nơi nào đó hoặc là với một nền văn hóa nào đó. Nó có thể là một lời thì thầm nhẹ nhàng từ những chương trước đó, gợi về những trải nghiệm mà tâm hồn bạn đã tích lũy được qua thời gian. Dấu chữ M trong bối cảnh này, nó cho thấy là một dấu hiệu của một linh hồn đã sống trong nhiều chương trước. Nó như là một huy hiệu danh dự, nó như là một biểu tượng của sự khôn ngoan và kiến thức mà linh hồn của bạn đã tích lũy qua nhiều cuộc phiêu lưu đó. Những trải nghiệm trong quá khứ này, mặc dù là không được nhớ chi tiết, định hình đến con người của bạn ngày hôm nay, nó ảnh hưởng đến bản năng, đến nỗi sợ hãi, đam mê và thậm chí là tài năng của bạn. Tôi lấy ví dụ như, bạn đã bao giờ gặp ai đó lần đầu tiên nhưng bạn cảm thấy như là có một sự kết nối ngay lập tức, như thể là bạn đã biết họ từ rất lâu rồi chưa? Hoặc là khi bạn thăm một nơi nào đó mới nhưng bạn cảm thấy nơi này rất là quen thuộc đến mức mà nó mạnh mẽ lắm. Những trải nghiệm này có thể chỉ là những tiếng vọng của những chương trước của bạn, những khoảnh khắc khi mà màn che giữa quá khứ và hiện tại nó mỏng dần đi, cho phép những cái nhìn thoáng qua về hành trình linh hồn của bạn đang tỏa sáng. Khái niệm luân hồi, nó thêm một lớp khác vào câu chuyện này, gợi ý rằng linh hồn của chúng ta đang trên một hành trình dài của sự phát triển và tiến hóa. Mỗi kiếp sống, mỗi chương đều là một cơ hội để học hỏi về những điều mới, những bài học mới, vượt qua được những thử thách và tiến gần hơn đến với việc hiểu về bản chất thực sự của bản thân. Mục tiêu cuối cùng để đạt được trạng thái giác ngộ hoặc là hiểu biết sâu sắc, nơi mà chu kỳ luân hồi có thể cuối cùng dừng lại và linh hồn thì tìm được đường trở lại với nguồn gốc của mọi câu chuyện và vũ trụ. Vậy nên, dấu hiệu chữ M, nó thực sự là một dấu hiệu của những kiếp trước và luân hồi, giống như là khi bạn mang đến một thư viện bí mật của sự khôn ngoan trong những đường chỉ tay của bạn. Nó là một lời mời nhắc nhở rằng bạn là nhiều hơn chỉ là chương hiện tại này. Bạn là một thực thể vượt thời gian trong hành trình khám phá và phát triển vĩ đại. Thứ ba, trực giác và khả năng tâm linh. Bây giờ chúng ta cùng đi sâu vào trong bí mật thứ ba để khám phá về thế giới huyền bí của trực giác và khả năng tâm linh. Cách mà chữ M bí ẩn trong lòng bàn tay của chúng ta, nó là một dấu hiệu cho những tài năng đặc biệt. Trực giác là giọng nói nhẹ nhàng ở bên trong đầu bạn, cảm giác từ trong ruột hướng dẫn bạn đưa ra quyết định mà không cần có một danh sách ưu hay là nhược điểm nào. Nó giống như là một người bạn vô hình thì thầm lời khuyên, giúp bạn định hướng và điều hướng qua những khúc quanh của cuộc sống. Những người có cảm giác và trực giác mạnh thì thường nhìn thấy và biết được những điều mà không hiểu chính xác là làm thế nào mà họ lại biết được chúng. Như thể là có một la bàn nội tâm chỉ đường cho họ, ngay cả khi là con đường đó không có rõ ràng. Dấu hiệu chữ M trong lòng bàn tay có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn có khả năng trực giác tâm linh rõ rệt hơn là những người khác. Như thể là dấu hiệu này là một huy hiệu nổi bật giữa sự kết nối của bạn với những điều không nhìn thấy và không nói ra. Những người có dấu hiệu này có thể thấy là mình bị thu hút bởi việc là giúp đỡ người khác, sử dụng trực giác của họ để an ủi và hướng dẫn họ đến với những người cần họ. Họ có thể là những người luôn gọi điện đúng lúc hoặc là đưa ra lời khuyên vào đúng trọng tâm.
Đối với những người được đánh dấu chữ M, chấp nhận những khả năng này có thể là một hành trình khám phá bản thân và phát triển. Đó là việc tìm kiếm sự cân bằng và đặt nền móng, đảm bảo rằng món quà này phục vụ như là một công cụ cho ảnh hưởng tích cực, chứ nó không phải là nguồn gốc của sự nhầm lẫn hay là sợ hãi. Việc thiền định, dành thời gian trong thiên nhiên và thực hành chánh niệm có thể giúp bạn tăng cường được sự kết nối này với trực giác và khả năng tâm linh của bạn, biến chúng thành một nguồn sức mạnh trí tuệ. 4. Lãnh đạo và thành công. Với bí mật thứ tư, chúng ta sẽ bước vào ánh sáng của lãnh đạo và thành công, được chiếu sáng bởi chữ M bí ẩn trong lòng bàn tay của bạn. Hãy tưởng tượng như thế này, là trong một đội nhóm, một cộng đồng hoặc là một đội ngũ, thường thì có một ai đó tự nhiên nổi bật như là một ngôi sao dẫn đường, người mà người khác không chỉ nhìn lên để chỉ được hướng dẫn mà họ còn lấy cảm hứng từ người đó. Bí mật này khám phá về cách mà chữ M có thể chỉ là dấu hiệu rằng bạn là một trong những người lãnh đạo tự nhiên định sẵn cho thành công theo những cách riêng mà bạn chưa từng tưởng tượng được. Lãnh đạo này không chỉ là về việc đứng đầu hoặc là ngồi đầu bàn, đó là việc bạn thắp sáng lên con đường cho người khác, thể hiện lòng tốt, sức mạnh, trí tuệ cả trong thời gian tốt đẹp lẫn thời gian khó khăn. Những người lãnh đạo chữ M này giống như là những người thuyền trưởng đang lái một con tàu. Việc lái này thì không phải là những mệnh lệnh nghiêm khắc mà bằng một bàn tay điềm tĩnh và vững chắc, đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy và được nhìn nhận, được lắng nghe và được coi trọng. Nhưng điều gì lại làm cho một người trở thành một người lãnh đạo tốt? Hãy tưởng tượng là người lãnh đạo này như là đang lãnh đạo một khu vườn. Trong khu vườn này, một nhà lãnh đạo là người chăm sóc mỗi cái cây hoặc là người với sự quan tâm. Hiểu rằng mỗi cái cây thì đều có nhu cầu phát triển riêng. Họ biết là khi nào cần cung cấp sự hỗ trợ giống như là một cái cọc cho một cây non. Khi nào thì cần buông tay, cho phép sự độc lập và phát triển. Loại lãnh đạo này thì không chỉ làm cho khu vườn phát triển mà còn tạo ra một hệ sinh thái thịnh vượng, nơi mà mọi người có thể nở rộ vào thời điểm và không gian của riêng mình. Bây giờ, hãy nói về thành công. Thành công thì giống như là một con tắc kè hoa, thay đổi màu sắc dựa trên vị trí của bạn và ánh sáng mà bạn đang ở dưới. Đối với một số người, nó có thể là đạt được những mục tiêu cao như là leo núi hoặc là xây dựng một ngôi nhà lớn. Đối với người khác, đó là việc bạn tạo ra một tác động tích cực, dù là lớn hay nhỏ, trong cuộc sống của những người xung quanh. Dấu chữ M thì gợi ý rằng, thành công đến từ những chiếc cúp thu nhập được từ những hành trình mình đã trải qua và những cuộc sống mà bạn đã chạm vào trên con đường bạn đi. Những người có dấu chữ M thì thường tìm thấy thành công bằng cách là lắng nghe tiếng nói bên trong mình, tin tưởng vào trực giác của họ và theo đuổi đam mê thực sự của họ. Họ thấy là những thách thức không phải là những chướng ngại vật mà nó là những bước đệm, cơ hội để học hỏi, phát triển và mở đường mới. Hành trình đến với thành công của họ hiếm khi là một đường thẳng lắm. Đó là một con đường quanh co đầy những cuộc phiêu lưu, học hỏi và khám phá bản thân. Thế nhưng đây là điều mà lãnh đạo và thành công đi kèm với những bộ thách thức riêng. Đó là việc bạn cân bằng được giữa sự tự tin và sự khiêm tốn, lòng tham vọng với lòng trắc ẩn và động lực với sự kiên nhẫn. Đó là việc bạn biết khi nào cần lãnh đạo từ phía trước, khi nào thì cần hỗ trợ từ phía sau và cho phép người khác được có cơ hội tỏa sáng. Và điều quan trọng nhất đó là về việc giữ vững được các giá trị về niềm tin ngay cả khi là biển cả trở nên có sóng gió. Thứ 5. Dấu hiệu của người chữa lành. Khi mà chúng ta bước vào bí mật thứ 5, chúng ta sẽ khám phá về bản chất nuôi dưỡng của dấu hiệu người chữa lành, một biểu tượng có thể được tiết lộ bởi chữ M ẩn giấu bên trong lòng bàn tay của bạn. Hãy tưởng tượng về một thế giới mà mỗi chúng ta đều có một cơ hội để có được một món quà độc đáo, một cách đặc biệt để làm cho thế giới này trở nên sáng rạng hơn một chút, tốt đẹp hơn một chút từ chính bản thân mình. Đối với một số người, món quà này có thể là khả năng chữa lành, không chỉ là theo nghĩa vật lý với việc là thuốc men hay là băng gạc, mà theo cách nhìn sâu sắc hơn, tinh tế hơn, đó là chạm đến trái tim và tâm hồn của một người nào đó. Dấu hiệu của người chữa lành thì giống như là một lời thì thầm nhẹ nhàng từ vũ trụ, gợi ý rằng bạn có khả năng bẩm sinh để làm dịu cơn đau, hàn gắn trái tim và mang lại được ánh sáng cho những nơi tối tăm nhất. Đó là việc mà có đôi bàn tay biết an ủi, những lời nói biết chữa lành và tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho những người cần đến đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một ngọn hải đăng hy vọng và một nguồn an ủi, nơi mà chỉ cần sự hiện diện của bạn thôi cũng khiến cho người đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, bình yên hơn một chút.
Chữa lành đến từ nhiều hình thức khác nhau. Đó có thể là một cái ôm ấm áp, cảm giác giống như là họ đang ở nhà. Một tai biết lắng nghe, mang lại sự an ủi trong cơn bão. Hoặc là một lời động viên, nó làm bùng cháy lên ngọn lửa trong trái tim của một ai đó. Những người chữa lành với dấu chữ M thì giống như là người bảo vệ thầm lặng của tinh thần con người, nuôi dưỡng sự phát triển và khơi dậy sự kiên cường đối với một cái chạm hay là một lời nói nào đó. Việc của người chữa lành thì không chỉ là việc cho đi, mà đó còn là sự hiểu biết. Đó là dòng chữ của một nụ cười chạm đến một ánh mắt. Sự đồng cảm sâu sắc này cho phép người chữa lành kết nối với một mức độ sâu sắc hơn, mang lại được sự an ủi và thấu hiểu vượt qua một bề mặt. Cái chạm chữa lành này không chỉ giới hạn trong những khoảnh khắc khủng hoảng hoặc là đau đớn. Nó được dệt vào trong cấu trúc hàng ngày của cuộc sống, trong những hành động tử tế, trong những khoảnh khắc kiên nhẫn, trong những cử chỉ yêu thương mà nghe chừng thì nó có vẻ rất nhỏ nhặt nhưng mà lại mang lại sức mạnh vô cùng to lớn. Đó là về việc làm cho thế giới này mềm mại hơn một chút, nhân ái hơn một chút và từng chút một chạm đến trái tim của một người. Tuy nhiên, trên con đường của một người chữa lành thì cũng đòi hỏi sự cân bằng. Đó là việc cần biết khi nào là khi cần cho đi ánh sáng và khi nào là khi cần giữ lại. Đó là việc hiểu rằng bạn không thể nào mà rót đi từ một chiếc cốc rỗng được. Nó bao gồm việc là đặt ranh giới, thực hành tự chăm sóc và chấp nhận hành trình chữa lành bên trong. Vì vậy, bạn không thể cho đi những gì mà bạn không có. Thứ 6, bài học nghiệp và thách thức cuộc sống. Khi chúng ta đi sâu vào trong dấu hiệu và bí mật thứ 6, chúng ta sẽ điều hướng tới những con đường phức tạp của bài học nghiệp và những thách thức của cuộc sống được nhấn mạnh bởi dấu chữ M bí ẩn trong lòng bàn tay của bạn. Hãy tưởng tượng về một cuộc sống như là một trường học, nơi mà mỗi trải nghiệm, mỗi tương tác là một bài học được thiết kế để dạy, để định hình và tinh chỉnh chúng ta. Khái niệm về nghiệp trong bối cảnh này thì giống như là một chương của một ngôi trường vậy, nơi mà những hành động trong quá khứ thì ảnh hưởng hoàn toàn đến hiện tại, tạo nền tảng cho việc học hỏi và phát triển. Các bài học nghiệp thì có thể ví như là những câu đố, mỗi mảnh ghép thì đại diện cho một thách thức, một bài học. Khi mà chúng ta điều hướng, bạn sẽ bắt đầu thấy được bức tranh rộng lớn về mục đích của cuộc đời bạn. Những bài học này có thể đến dưới hình thức khác nhau. Đó là một mối quan hệ khó khăn dạy cho bạn sự kiên nhẫn, một thất bại nuôi dưỡng sự kiên cường, hay là một hành trình bất ngờ dẫn bạn đến với sự khám phá bản thân. Chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng mà chúng lại là điều cần thiết trong câu chuyện của bạn. Mỗi một chương là một hạt giống trí tuệ chờ đợi để được nảy mầm. Những thách thức của cuộc sống, mặt khác nó là những bài kiểm tra chúng ta đối mặt với những khoảnh khắc kêu gọi chúng ta hãy áp dụng những gì mà chúng ta đã học được. Chúng là những ngọn đồi dốc khi mà chúng ta leo lên, không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía bên kia. Nhưng mà dù là chúng có vẻ đáng sợ đến đâu, thì những thách thức này nó cũng là những cơ hội được ngụy trang, những cơ hội để chứng minh bản thân mình rằng chúng ta làm được từ những gì để tỏa sáng và để vươn lên phía bên trên. Điều hướng qua những bài học nghiệp và những thách thức của cuộc sống đòi hỏi một sự can đảm, kiên cường và một trái tim rộng mở. Đó là việc học cách để nhảy múa trong mưa, tìm niềm vui trong hành trình. Đó là việc nhận ra rằng những vết sẹo mà chúng ta mang thì không chỉ là những lời nhắc nhở về trận chiến mà chúng ta đã chiến đấu, mà còn là về những huy hiệu danh dự, biểu tượng cho sức mạnh và sự kiên trì của chúng ta. Đối với những người được đánh dấu chữ M trong lòng bàn tay, bí mật này là một lời mời để nhìn qua cuộc sống và qua một lăng kính của sự phát triển và học hỏi. Đó là việc nghiêng mình giữa những thách thức, lắng nghe những lời thì thầm của các bài học và biết rằng mỗi một bước tiến đó không chỉ là tiến gần hơn đến với mục tiêu của bản thân mình mà còn là trở thành một phiên bản phát triển hơn của chính bản thân bạn.